Sắc Bình công khai đơn đồng thuận ly hôn, khẳng định Phương Oanh không phải người thứ ba. Sau khi doanh nhân Đào Lan Hương cho biết chưa ly hôn chồng, Sắc Bình đã có lời giải thích trên trang cá nhân, khẳng định hai vợ chồng đã đồng thuận ly hôn từ năm 2018. Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, tức Sắc Bình, thừa nhận hẹn hò sau những hình ảnh cặp đôi đi du lịch được chia sẻ khắp mạng xã hội ngày 26 tháng 8. Cả hai đều khẳng định quen biết nhau trong thời gian độc thân nên chắc chắn không có chuyện người thứ ba ở đây. Nam doanh nhân cho biết đã chia tay vợ cũ và sống riêng từ 2 năm nay. Về phía vợ Sắc Bình, doanh nhân Đào Lan Hương viết trên trang cá nhân rằng bà và chồng chưa ly hôn, cũng chưa từng ai gọi ra tòa. Sắc Bình đã lên tiếng ngay dưới bài đăng của vợ. Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn, nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ hai bên nhé. Sáng 27 tháng 8, Sắc Bình công khai đơn đồng thuận ly hôn có đầy đủ chữ ký của hai người từ năm 2018. Ông nói đã chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng. Sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2020 thì chúng tôi chính thức không còn chung sống nữa. Cho đến khi cảm thấy không thể cứu vãn thì tôi đã nộp đơn đồng thuận ly hôn ra tòa để chờ xét xử và ra quyết định theo trình tự thủ tục. Doanh nhân sinh năm 1981 cho hay tình trạng độc thân của ông có thể được xác nhận bởi nhiều bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Vì vậy, trong thời gian đó, cả hai đã có thể đã xác lập các mối quan hệ riêng tư cá nhân. Chuyện ông và diễn viên Phương Oanh có quen biết, tìm hiểu và hẹn hò đều không giấu giếm nhưng chưa chủ động chia sẻ công khai mối quan hệ vì muốn tránh sự ồn ào và chú ý. Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Chúng tôi mới quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài nên chắc chắn không có chuyện người thứ ba trong sự việc này, Sắc Bình khẳng định. Sắc Bình hy vọng mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân ông và những người liên quan. Ông sẽ dừng câu chuyện ồn ào này và quay trở lại lối sống riêng tư, kín đáo để tập trung cho sự nghiệp.